Thưa quý vị và các bạn, lịch sử là những điều không ai có thể thay đổi. Làm thế nào để thế hệ đi sau hiểu về lịch sử luôn là câu hỏi thường trực, không dành riêng cho ngành giáo dục mà cho cả dân tộc. Với mong muốn góp một phần câu trả lời cho câu hỏi ấy, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ đã biên soạn xuất bản cuốn sách Di sản tư liệu thế giới và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu. Cuốn sách không chỉ giúp độc giả có cái nhìn toàn diện về những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, mà qua đó khẳng định giá trị vô giá của khối tài liệu lưu trữ khổng lồ đang được bảo quản vô cùng nghiêm ngặt tại các trung tâm lưu trữ quốc gia. Cuốn sách có khổ 26x26cm, giới thiệu 55 tài liệu lưu trữ được chọn lọc trong nhiều phong khối sưu tập lưu trữ bảo quản tại 4 trung tâm lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, đặc biệt là hai di sản tư liệu Mộc bản Triều Nguyễn, Châu bản Triều Nguyễn và Bảo vật quốc gia, tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945-1946. Những tài liệu này không chỉ có giá trị về nội dung, phản ánh các sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc, mà còn có hình thức xuất xứ độc đáo. Thông qua cái cuốn sách này, thông qua những cái tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu như thế này, thì là gửi một cái thông điệp với độc giả rằng là thông qua tài liệu lưu trữ thì chúng ta có thể nhìn lại cả một cái chặng đường lịch sử xuyên suốt của phát triển của đất nước, của dân tộc, từ những cái ngày, từ những cái thời kỳ lịch sử phong kiến, pháp thuộc, rồi đến những cái giai đoạn đấu tranh cách mạng tháng 8 thành công và cho đến thời kỳ đổi mới và đến cái giai đoạn hiện tại như ngày hôm nay. Để xuất bản cuốn sách này, các thành viên trong hội đồng biên soạn đã nghiêm túc cùng nhau làm việc, trao đổi để chọn được những tài liệu tiêu biểu nhất, mang nhiều ý nghĩa nhất. Vì thế, việc biên soạn xuất bản cuốn sách này mang nhiều mục đích, ý nghĩa lớn lao, không chỉ trong phạm vi ngành mà còn là sự tóm lược lịch sử với những dấu mốc quan trọng của dân tộc, thể hiện qua tài liệu lưu trữ. Trên thực tế thì trong các kho của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cũng có rất nhiều các tài liệu lưu trữ quý giá, có ý nghĩa, giá trị quốc gia. Tuy nhiên, chúng tôi phải lựa chọn chắt lọc 55 cái tài liệu tiêu biểu nhất để giới thiệu đến công chúng, thì trong đó có hai cái khối đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới thuộc chương trình ký ức thế giới của UNESCO, đấy là khối Mộc bản Triều Nguyễn và Châu bản Triều Nguyễn. Cuốn sách ra đời giúp độc giả phần nào hiểu hơn về giá trị của tài liệu lưu trữ quốc gia và hơn cả là việc tiếp cận cuốn sách cho độc giả cái nhìn toàn diện về một thời kỳ lịch sử của dân tộc, để từ đó biết trân quý công lao của những lớp người đi trước, những người đã làm nên lịch sử vẻ vang cho dân tộc.